Có chắc không? Rồi. Đấy, mới sợi ghê nhỉ, mới được mấy Đây, anh Công này. Thỉnh thoảng như thế này là nó bắt biết tự đề kháng với cát rồi này. Có những thôi. con mà nó dính hẳn vào cát cho mắt là mình lại phải Hôm nọ chị bị nâu đấy. không phải nâu mà ra mang ra vòi nước Chị lấy thì cái bát thì nhúng vào đầu không đừng nhúng thế. Mình bác. lấy Hôm cái bác vòi về, nước mình xối vào phát là nó ra. hôm bác về buổi đầu tiên Lại ấy, chị thấy con nào mắt cũng nếu như bỏ mà mình ra. chờ con đà điểu nó phải ấm ấm như này là tốt này. Như này là nhiệt của anh, là cái Được hai rồi. bóng này bóng 100 này, bóng kia bóng 150 đấy. Đây chị lấy cái hàng Nhưng mà nó tản toàn này, tản nhưng ấy. mà chị cũng không nghĩ Nó đến nó phải để rồi. một nửa chuồng là có nhiệt, một nửa là không có nhiệt thì tự nó tản ra. Nó tự đây này, cái cổ này là mình mua đây thấy chưa, nó vẫn có cái mưng mủ đây Rút này. vỏ nó đi, Nếu mà để nói chuẩn ra là cái này mình lấy càng bỏ sớm càng bỏ bỏ tốt cái đấy, cho vào cái bát này này. đấy. Mình có thể lấy cồn hoặc lấy xanh tin đen mình bôi vào đây Thế là Vân lấy xanh đen giỏ luôn đi cho có đẹp xanh đây. tin đen này bôi luôn được Vạch đấy. dầu giỏ luôn hai bên. Hôm qua anh phải phẫu thuật con lợn nhỉ, nó Thì làm bị sao lên cái cục ung ở ấy, ung ở lưng. thì Hôm kiểu qua nào vẫn thấy có anh xanh tin đen ở đấy, đến hôm sinh qua rồi anh điều phải chỉnh. Đấy, thế này là xong, nó liền nhanh, nó không đau. Nhưng mà người thì cũng chắc Nó chắc 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 mà. là được. Chị Thì luộc trứng lên, chị đã cho ăn đâu, chưa cho ăn đâu. Vân cho luôn Đây, đi. nó bắt Không, tí có xem đầu con nào đây nó đợi nhanh nhẹn thế đây thấy chưa, không, nó nó thì nhanh dậy ăn tất bình thường em mà. sợ là Thấy mưa em này nó run hay chậm lên. lắm. Không, mưa như nhà anh được cái Không, nhà anh là là quây kín, quây kín với hai lần cái trước diện anh tích này nó trúng cũng vỏ. vừa phải, nó nhiều nhà cho rộng quá nó cũng không tốt. À đây mà, đoạn đuổi ra cái đường lối này mà anh. Không Đuổi anh, rồi không, sau ra anh sang chuyển bên sang kia chuồng này. bên kia, tí em ra ngó Chuồng bên này đấy chỉ là xem. chuồng cúm thôi. Chuồng đấy ngoài đằng anh đã dọn được không? Đợt trước nuôi đấy, chưa dọn được, để vài nữa đổ tiếp cát. Đây này, đây như thế này là chỉ tầm khoảng tuần nữa là anh lại phải lấy. Nếu đúng ra là đây này, cái gầm bàn chân này nhiều nhiều con là nó do diện tích chật mà nó ấy, là nó dính phân ở đây lâu lâu, lâu là mình phải có một cái bãi chơi là nó có cái độ ẩm, thế là tự nó tả bỏ cái gầm bàn chân Thưa, đi, hoặc là thỉnh thoảng chị xúc hoặc đổ là cái nếu đất mà á, con nào nặng ý là quá mình là bôi cát lên. mình Trước là anh toàn bôi cát đấy, đấy, bôi nhưng cát lên mà mình bắt mình cái đàn rửa này anh chưa cần, anh ý là rửa bây giờ bàn. chuồng nó vẫn khô, nhưng mà chuồng này của anh nó cũng khô. Thì để sẵn cát cho chị xào cho nó Đấy, khô. thỉnh thoảng sàng Đây cát anh này để cát khô đây để anh sàng đấy, nhà cho em lúc nào có cái đống cát to lù lù ở cổng. có vài nữa anh phải lấy. Đấy, mỏ là mình kiểm tra nó sạch thế là được. Nhiều con nó ăn phân của nhau đấy, nên là nó cứ Dính bết ở dính mỏ, cái mỏ là con mình ra. nào ra cái là con đằng sau tót luôn. Thì Là cái đấy, kiểu mình bọn càng rộng càng nhiều cát thì đấy, càng nó càng hết cái đấy. kiểu nó đi nó hất đi thì Đấy, sợ. nhiều khi nhiều nhà cứ giải thảm mọi thứ nâng niu chứ Đấy, nâng nhầm rồi. niu giải thảm các thứ, cuối cùng sau nó ăn phân mãi của nhau nó bị giun Thì chị sán. đang bảo là có phải giải thảm không, thì mình Không thấy ở trong này không nó giải thảm thì chị không bảo là không em giải cho thảm giải là thảm nó vào đấy, khô đấy, không phải cho đâu. giải thảm nó Cứ khô bôi nó chân vào mà nó lại bị thế ẩm bụng, chấm ẩm bụng là viêm phổi. giải thảm là nó hào hào hết đấy, nó Thế bị thì em bảo chị sốt cho luôn ra cát mà, giải thảm hay bị đấy. nhanh hết đấy. Lúc sáng Nhanh vào thì bắt nhanh để nhưng mà vỏ nó lao óc hết đấy. cái loại này thì nếu mà biết kiểu thì nó rất đơn giản. Ví dụ buổi sáng ra mình chỉ thấy con nào nó lom rom rồi mình lấy ngay nắm cám nắm rau nhét vào mồm cho nó. Con nào còi cọc cứ luộc quả trứng gà lên lòng đỏ lặn nặn cho vào khoang miệng cái là nó bồi dưỡng bồi bổ ngay, là nó theo được đàn ngay. Thế mà mình chỉ không để ý Con hai này ba bé ngày bắt đấy, con đầu này bé nhưng mà sờ người chắc là nó vẫn chắc nặng, nó thì nó là là thực ra mình mới là gọi là quả trứng to, quả trứng nhỏ rồi ấy. nó Đấy, có quả này trứng cân 8, có quả trứng cân 3, cân 2 đây đấy. nó còn đầu tiên nó mụn mẫm xong nó còn ngót chứ, nó cũng ngót bớt đi. Xong mới vào chắc. Chứ anh nuôi 8 con nó thật lọt lần. Đây là 20 con. 20 con 20 đấy. con đấy. 20 con thì em nghĩ chỗ này tầm khoảng 5 ngày tuần nữa là anh lại phải lấy Chị lại phải đục cái lỗ kia, người chị cho ra một cái Em lỗ nghĩ nhỏ. là đục mẹ cái lỗ cho nó chạy ra chạy vào. Kia có cái lỗ kia mà. Có Có một là chị có bắt cái được. lỗ. Bên này Đục xong thì là mình lại xây sải bịt sau. Mình là thợ xây của anh nó muốn thì để tí khoảng tầm đấy xây rõ cái là anh cho ra bên kia ngăn không kia bên luôn. kia nó lại không được, tối nó vẫn phải Bên vào kia đây, thì lại rộng quá. anh phải lới từ từ, lới từ từ. Cái mắt này là anh cứ nhỏ cái thuốc mắt của người ấy, con nào mà nó dính cát anh cứ, nếu mà nặng nặng nếu mà nhẹ thì mình thổi đi, còn nặng thì mình cho vòi nước xối 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 cái là sạch, cho bắt đầu mình để riêng ra một cái sọt nhựa để gần bóng để cho nó khô đi, khô hết cả cái phần mình khối xối này, khô cái vành mắt đi, xong bắt đầu mình để khoảng 1-2 tiếng mình nhỏ 1-2 lần nó phát ra khỏi, là lần sau nó tự nó biết tránh. Chứ nếu mà mình mà xoáy nước mình thả ở đây phát là nó lại nhây vào, Hôm bắt về đuổi đầu tiên tối hôm đấy chị thấy nó con không nào quen, mắt nó cũng có những cát nó không quen à, đấy chưa nó đắp bờ cát vào, cho nên chị làm chị mang cái van nước mà chị rúi ở đâu.
Như nói mình khéo thì mình hiểu là như mình dính 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 cát thì mình là chưa lấy búa nước kéo sắt thế à, à, kéo Nhật. kéo xịn chữ nhật là cho bà Ôi có cái chị ở trên Lai Châu, chị để cái nhẫn cái này khuy mình này đến bây giờ hơn 2 năm chị vẫn để nó leo nhẫn là cổ. nhẫn của mình thì mình về mình bỏ nó đi cho Chị nó ơi nó đỡ to. Anh bảo hôm anh về anh kiểm tra thấy ba con không có cái nó tai tụt anh ra. ừ chứ rồi hay là nuốt Không ừ. không Sao mà nuốt được đấy, nó đây là không, chắc từ bé nó từ bị bé ruột thôi. người ta không bấm. Có những lúc Có nó những người nhiều ta nó không cũng rơi bấm, vãi như kiểu là người ta bấm sót ý, bấm sót có những cái nó tụt ra thật có những cái nó cái này này là người ta nó hay rút lộn ngược. dây rút thì nó Lộn ngược thì ngược nó sẽ nó tuột ngược ra. nó tự nó tuột ra không phải đót Ơi bọn này mà cứ đi vào nó mổ rét suốt. Vài nữa cát bây giờ anh đang đổ mấy phần này ừ, chỗ này của anh về 6-7 phần chắc đều. Thế thì đấy, ví dụ như khoảng mấy hôm mình lại hắt thêm tí vào. Cứ thấy nó ẩm ẩm cả hoặc là nó Của bẩn bẩn anh này là chuồng thì cho vào. Cỗ chị đặt. Đặt à? Không thể nấu. Ồ, mọi người đến đầy rồi nhưng mà chưa chưa thấy mang cỗ xuống. Đây này, thấy chưa? Con nào mà nó nặng là nó cứ bếp lại mãi xong bắt đầu nó loét, nó sốt, nó bỏ ăn, nó gầy. Thì mình moi nó đi này, mình moi trên moi dưới này, đây thấy chưa, thấy không, Đây là nó ăn Đây phân là của ăn nhau, phân được nó dính ăn phân của ăn phân nhau, của nhau. nhớ nhiều như mình gọi là chân dẫm dính rất khó, nó khó chịu lắm. Thế mình để một cái Như nhìn quan sát con nào mà kiểu mình ăn hay kẹo hay dẻo gì sao. đấy, mình con nào mà hay ăn phân thì mình rửa một vài lần, sau đó bọn này nó chỉ tầm 2-3 tuần nữa là nó không con nào ăn con nào cả, nó biết rồi, bây giờ nó còn chưa biết nhưng mà nó chỉ 2 tuần nữa đây, thấy chưa, đây này. Con này có cát rồi này. Thấy Thôi chưa? thôi đi. Vâng. Một là thế hôm nãy kiểu anh trỏ thuốc là nó kiểu nó xong mình đặt nó xuống sợ nó rúi rúi luôn xuống Đúng cát rồi. thôi. Có thuốc nhỏ mắt ở đây luôn không? Vân Thì chị có nó thuốc nhỏ mắt rồi. Đây có này này. Đây chị đang lấy. Con này thì đánh dấu cái đầu vào này thì xong để ý liên tục vào. Đây đây. Cho nó phải màu xanh ở đầu luôn. Rồi ý luôn. Người ta nhòa ra sau cái này của nó. Đấy, thế là nhìn thấy luôn. Đúng rồi có cái Sơn sơn hỏi. xanh cho Không này. cần. Này nhớ vào đây. Cho Cái vắc xin kia là cứ bao nhiêu ngày thì rỉ một lần nhỉ? Tuần Một tuần rỉ một lần à? nhỏ đến tầm 3 lần thì là yên tâm. Kiểu như khi lúc nãy kiểu là anh giỏ ướt xong rồi kiểu nó nằm nó rúi lên cái đầu nó xuống. Rồi. Con này bị nhẹ thế này được, nếu mà bị nặng là mình cảm thấy tí nữa bây giờ phải có cái nào đánh dấu vào đây này, có cái sơn không, cái phịt thì biết gì không, hay có cái gì đeo mẹ vào cổ đấy được này. Đây này cho nó vào chân nó đánh dấu đen xì vào chân nó ra viết Cho luôn. vào chân này phát Đấy hiện anh này. ấy đi. Đấy, anh Vấn nhọa nó đề ra, anh nhọa nó nó ra. không bám mấy bằng Sao nó không cái bám? xanh Đấy, cái này xanh. bám lâu quá. Ôi, còn sơn nó mới hết. Đấy, thế là nhìn thấy là biết ngay có cái gì đâu Như này. xanh đi len này thì thoải mái. Nhìn Rồi thấy không hay là nhìn mãi chả đấy. ra nó. Bóng sáng này chị mà Đấy nhìn nhìn thấy đấy. chân có đấy, nhìn thấy gì đấy. Có mà. Đen xì luôn đi. Con đấy phải để ý liên tục rồi nhá. Nếu mà xong mà thấy nó không không mắt nó không ấy là mình phải vệ sinh, mình phải bắt riêng ra. Nó khó chịu chứ, nó bị ngứa À, xong nó bắt để đầu cho mắt chân ở nó đây lại à? đưa nó lên, chân nó dính cát, nó lại bôi vào tiếp. Có phát mà xiên cả sang bên này luôn này. Nó có mà trong xiên rỗng. Mấy con nữa. có ít nhất là 5 con nữa. Đi hai bác lên đấy gì nữa Đi mua mẹt mà đây nào, chả có mẹt luôn. Không cần, cái này thôi cũng được. cái này cũng được rồi Này nhưng ở đây mà gì? vẫn phải cho một cái máng cho như cho gà nữa để nó tập ăn vào đấy dần, Đây này, giống cái máng uống nước này kìa. khi nào Cái này là được nó rồi. tập ăn vào đấy rồi. Bọn này nó chỉ gần tuần nữa là con nào nó cũng cháy được mắt, bây giờ nó còn chưa 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 khôn, lúc nào nó biết kiểu rồi là lúc đấy là nó nằm ngủ là nó lại nhắm mắt vào.
hôm đầu tiên nó phải để mắt nó suốt là mình mới bắt về này, nó ướt mắt cát nó nhiều ngay nhanh lắm à, nó sáng ra chạy mầm rồi. Hông nụ bé này chỉ cần diện tích như này rồi, bé diện tích này vừa đủ, một tuần nữa là lại phải cho nó ra chơi ngoài tí nữa là đây chỉ có cái lỗ kia rồi đục chậm thêm tí nữa chị nới thắt làm sao bọn này như vịt ấy mà một con chui ra chui vào cái là sau nữa vẫn chưa dọn được cái này em sợ là sau to anh phải cố gắng tận dụng tối đa cái vườn của anh đi tại vì nó 20 con mà cũng lầm 4-50 cân là nó cần diện tích tương đối đấy nhưng không phải là tất nhiên là nếu dụng chị nói mà lúc đấy chị thả lỏng tất cả cái gian ngoài ấy mà gian bên kia mà chỉ có ngăn đâu lúc to chị thả lỏng tất con nào nữa không nhìn chưa sót rau này là rau gì kia rau hoa trắng. Trắng. Nhưng mà rau này chị cố gắng là kiểu như mình thái ít một nó ăn xong mình lại ấy đi chứ nó đen đen nó héo héo rồi bỏ đúng rồi bọn này khôn lắm ăn mỗi lá cuống anh bỏ cái cuống là nó còn non mà nó bé cuống nó bỏ anh bỏ mà nhà em thấy thấy nó muốn thế cứ ăn cái lá còn cái cuống bỏ lại bỏ mà tối đó chị không cho ăn tối như rau như con rau tối cho nó cũng không ăn được tối nó nằm im nó chỉ có ăn cá con nào mà mỏ sạch thì nó sạch mãi con nào bẩn bẩn mãi nó chỉ mất 1-2 con là nó hay dính mắc mỏ hết rồi để cái đai này con nọ rất con kia nó chụp chụp với nhau ấy mà nhìn nó đót chuyện bình thường nên mà nếu mà như cái này mà ví dụ tầm 3-4 bữa mà nó ỉa phân cục ấy là thỉnh thoảng côn tiếng 2 tiếng cá của anh này dày mà mẹ anh thử dưới chuồng này là nó khô này thế là được đúng rồi cá tơi hết mà thỉnh thoảng anh đá xúc xiên cô lên xúc xuống thử hết chứ xem nếu mà ẩm ướt cái anh thay ngay nó như kia là tháng đầu ví dụ như bây giờ rỗi này mình chỉ cần bỏ ba cái máng này lấy cái xẻng hết một lượt khoảng tầm 10-20 cái xẻng lên đây nó lại mới nó thích nhưng mà bác nuôi này là ưu điểm của bác là nó không có gió mà hai nữa là nó nhiệt độ nó biết nó cũng được cẩn thận lắm thì bây giờ mình đang ốm cái gì nữa trước là anh ốm gà thế mà ốm lợn thế mà lợn con trước anh ốm em sợ chỗ này là chỉ tầm tuần nữa là nó chặt cái này tuần nữa là nó to lắm mà. Nó chuẩn thì mình đang sẽ đi sang bên này cho là nó là cái đấy, bên bác cửa này được mở cửa em chỉ nhìn thôi bỏ cũng mang đi rồi 3156 3117 07 3110 không số 3089 3150 10 con đúng không? 3064 đọc chính xác số rồi 3087 3135 cầm cái quân băng dính đen 3077 bắn đầu dây vào thôi 3128 cứt ở cái bà bằng là cơm nước béo 3112 đầu đi xuống dưới cháy nổ này chập điện nó rung rung như 3120 nó đi xuống kia nó sửa gì tôi sao điện cũng phải đùa, điện phải xử lý luôn. Có số 112 chưa? 77 có chưa? Đấy, các bác nhá. Coi như là nay 28 tháng 4. Đấy, công tác chờ bàn giao mã số là nhiều. Ôi kéo phụ. Đấy. Báo cáo các bác đây là cái hai cái thùng đựng con giống đà điểu. Thì đồng chí Thao đang quay và đang ghi hình cho các bác cũng như là gửi đến khách hàng trước khi gửi. Đây là những con chọn rất là kỹ. Đấy, chọn đầu đàn luôn. Thì đều nhau chăn chắn và bác có yêu cầu là rất là kỹ bởi vì bác này cũng là khách hàng quen. Năm ngoái bác cũng có lấy và năm nay bác kia lấy dự kiến mới đầu là 10 con. Nhưng hôm vừa rồi gửi thì hình ảnh thì bác cũng có mạnh dạn là lấy thêm 5 con nữa là 15 con.
Đấy. Thì bác này là bác ở bến xe La Tiến Hương Yên. Đây. Số điện thoại công khai luôn, bến xe La Tiến Hương Yên luôn. Và ngày hôm nay là ngày 28 tháng 4 buổi chiều. Đấy, bến xe La Tiến Hương Yên. Đấy. Thì tất cả những cái khuy này này về là các bác cắt rút đi xong lấy xanh tư len bôi vào cái vết sẹo ở trên da nhé, hoặc là các bạn rút đi cũng được, tự nó sẽ liền. Thì vẫn chiếc xe quen thuộc con van biển D. Đây là cái số Zalo này, số này là số SIM 2 thì SIM 1 gọi được. Thì các bạn cứ vào kênh Chim Cu Gáy Hay. Đấy, đồng chí Thao luôn luôn phục vụ quý vị anh chị các bạn và chia sẻ những cái bài rất là tâm đắc. Đấy, vẫn con xe biển D, vẫn con xe van, vẫn cái con xe mang lại may mắn cho mình là 181 đấy, 100821 29D. Đấy, bản Hàn Quốc Spark. Thì nó cũng rất tiện, mình dùng con này là để chuyển đi giao giống quanh 100-200 cây số. Hôm vừa rồi mình còn giao ở trên Lai Châu cơ. Đấy, tiếc là cái video đó mình xóa mất video, mình chưa kịp đăng. Đấy. Thì ở đây là những cái con đà điểu này đã được ngừa vaccine và sẽ đồng hành hướng dẫn thêm cho quý vị anh chị và các bác. Đấy. Thì bây giờ là đến lúc mà mình phải đóng nắp để gửi đi. Đấy. Đóng nắp để gửi đi và băng dính dán vào đây, băng dính đây. Đấy, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.